nữa là chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình Chuyện nhà chưa tỏ. Chương trình phát sóng vào lúc 20:20 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Kính thưa quý vị, Chuyện nhà chưa tỏ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Pinghao thực hiện. Ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai đội chơi ngày hôm nay. Chờ gì nữa mà không gửi lời chào đến quý vị khán giả đi nào? Tống Hậu Nhiên xin gửi lời chào đến MC Anh Huy và MC Đàm Phương Linh, cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thôi ta nói có vợ đứng bên kia cái tự nhiên cái sao mà nó rung lẫy bẫy này kia. Anh nói ai? Anh nói ai? Không, anh nói đứng kia kìa. À, tại vì đến đây là vị trí là người chơi thôi nha. Anh hiểu mà. Mình cũng mới gặp Nhiên lần đầu thôi nha. À, đây mình gặp rõ ràng như luôn hả? Được. Đầu đầu cái ánh mắt lần đầu sao? Lần đầu. Ờ, cũng được không? Dạ, Bảo Chu xin kính chào tất cả các bạn đang có mặt ở đây và cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện nhà chưa tỏ cùng với MC dễ thương và đối thủ bên kia cũng đặc biệt lắm à. Xin chào Bảo Chu. Cái nét mà mình quay trở lại đây là tức là mình quên tên chương trình đúng không? Không có, không có. Cái đó là để mình chính xác hơn. Chuyện nhà chưa tỏ. Và xin mời hai khách mời của chúng ta cùng gửi lời chào đến các bạn khán giả. Dạ, em tên là Tức Diệu Hằng. Xin gửi lời chào tới chị Đàm Phương Linh và anh Trần Anh Huy cùng tất cả quý vị khán giả. Vâng, và lời nói đầu tiên thì Tràng Ngọc xin phép gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Hai MC, anh Nhiên hả? Anh Bảo hả? Với lại tất cả mọi người ở trường quay ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ trải qua 3 vòng. Vòng thứ nhất, chuyện nhà tôi đó. Vòng thứ hai, chuyện to, chuyện nhỏ. Vòng thứ ba, chuyện nhà chưa tỏ. Đội nào giành chiến thắng chung cuộc sẽ nhận được giá trị tiền thưởng là 10 triệu đồng. Đội còn lại sẽ nhận được giá trị tiền thưởng là 7 triệu đồng. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là muôn kiểu ghen tuông. Có thể chia sẻ một chút xíu về cái câu chuyện tình cảm của hai vợ chồng mình được không? Có khi nào mà hai bạn phải ghen với nhau không? Thật sự thì đến thời điểm này là em với anh Nhiên đã ở bên cạnh nhau thấm thoát đã một thập kỷ rồi. Dạ, tụi em ghen thường lắm. Còn không biết thì Tất Diệu Hằng thì như thế nào? Thật sự nói ra thấy tự hào. Bởi vì tới bây giờ em vẫn chưa có một mối tình giác dai nào. Dạ. Ủa vậy mấy cái đợt mà chị thấy em buồn bã em đăng được lên cho chiêu chiêu rồi vậy thôi. Chứ không có buồn gì hết. Chứ không có buồn gì hết. Buồn gì hết. Nhưng mà sau này những vai diễn của em thì đa số là đi đánh ghen không? Nói chung là khi mà mình là diễn viên, mình được trải nghiệm nhiều vai diễn khác nhau. Như là Tất Diệu Hằng khi chưa có người yêu, chưa có ghen tuông thật ở ngoài. Nhưng mà trong những vai diễn Tất Diệu Hằng có, cho nên là có chất liệu để ngày hôm nay chúng ta khai thác. Bảo Chu ơi. Dạ. Anh có biết ghen là gì không? Dạ có. Có nghĩa là ghen là gia vị mà. Mình phải có lúc mình cũng phải ghen để cho người ta biết là mình có quan tâm. Nhưng mà quan trọng anh nêm nếm sao chứ? À thì đó, nói chung nấu ăn ngon cho nên nêm cũng vừa vị. Nãy giờ hỏi Tràng Ngọc rồi thì phải hỏi đến Tống Thảo Nhiên. Đó, thấy thương. Anh ơi, nãy giờ Tràng Ngọc nói có đúng không? Ghen là đập đàn rồi chưa? Đập vỡ cái đàn. Có khăn giấy hay là gì không chứ? Ủa ai làm gì đó? Có, vui lắm. Ghen vui lắm. Ghen vui vẻ. Nói chung là gia đình anh ghen là để tìm thêm thú vị thôi. Nói chung là khi mà đã quyết định mình bước vào một cuộc hôn nhân, có nghĩa là người đó phải có một cái cách gì đó, có một cái phong thái trong cuộc sống để mình vững tin. Và cái cách của anh Nhiên đối xử với em trong cuộc sống 10 năm qua là khiến cho em bị lú luôn. Đó. Nó dùng cái từ chính xác là gọi là gây cho em lú là gu cho em lái. Trời ơi. We will be together. Xin mời hai đội về vị trí. Bây giờ để mình gọi cho nó thân thương hơn, hai đội của chúng ta có thể đặt một cái tên nào đó thật kêu có được không ạ? Trước khi bắt đầu thì tụi em đã ngồi bàn bạc với nhau cả tiếng đồng hồ để chọn ra một cái tên thật là ý nghĩa đến với chương trình. Và cuối cùng là em và Tất Diệu Hằng có chung một cái điểm, đó là rất là thích kiểu những cái hoạt động thể thao á. Cho nên quyết định là đội em đặt tên về ẩm thực là tên Nấm. Nấm á, nấm đông cô. Nấm là tên con em thôi chứ không liên quan gì Hằng hết. Dạ. Chị nói em chịu theo thôi chứ em cũng không có ý kiến gì. Chị có thông qua ý kiến của em không, thì không. Lúc đó em liên tục lắc đầu cho nên chị nghĩ em đồng ý. Chị chọn tên Nấm. Em chưa kịp đó. Ủa tên Nấm à. Ok, chốt tên Nấm nha Hằng ơi. Đúng rồi, là em chốt ghi vô giấy luôn. Cùng nhớ cái tên Nấm đó thì mình có một cái slogan gì đó cho đội của mình không ạ? Đúng rồi. Dạ có chứ chị. Nấm là tất cả mọi thứ trong tầm tay. Dạ.
nghĩ là nấm nấm á em không không nấm rồi là nấm ớ còn cái logo nó khác logo logo nó khác hả đặt gì đặt bên kia đã có nấm rồi thì chắc chắn bên này phải có tỏi rồi chúng tôi tên tỏi ủa cái này là mình sao là xào nấu hay gì đúng rồi để mình hòa quyện vào nhau nấm xào tỏi 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 ơi tỏi có slogan gì không có chứ bên kia là nắm tất cả trong lòng bàn tay đúng không bên này là ai nắm mà không buông và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vòng 1 với tên gọi chuyện nhà tôi đó xin được chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình chuyện nhà chưa tỏ và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vòng 1 với tên gọi chuyện nhà tôi đó ở vòng 1 này chúng ta sẽ cùng theo dõi các diễn viên của chương trình diễn một tình huống trên sân khấu này và sau đó hai đội chơi sẽ tiếp tục đưa ra những cái nhận định những ý kiến của mình để giải quyết cái tình huống đó như thế nào sau đó chúng ta sẽ viết kết quả của mình xuống tấm bảng ở trước mặt các bạn sau đó chương trình sẽ hiển thị 4 câu trả lời đó là những ý kiến được khảo sát qua 100 người mỗi câu trả lời tương ứng với những số điểm là 20, 15, 10 và 5 đội chơi nào có câu trả lời phù hợp với những ý kiến trên màn hình thì sẽ nhận được số điểm tương tự. Linh, sáng nay em ăn gì chưa? Dạ có, ăn rồi. Ăn gì? Ăn bún bò. Ăn bún bò có pha nước chấm không? Có chứ. Pha nước chấm có cái gì trong đó? Có ớt sa tế, nước mắm. Nhiều ớt không? Nhiều ớt. Cay. Thích ăn cay. Cay không? Không, đối với em ăn cay mới ngon. Cay. Nha. Yeah. Ớt nào mà ớt chẳng cay? Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng? Tình huống của chúng ta được mang tên muôn ngàn kiểu ghen. Bà đi đến ghen cái gì mà bụng cái đít ghê vậy? Chuẩn bị gì mà đẹp như vậy? Trời ơi, chồng tôi lúc trước cũng có quen nhiều đứa, nhưng mà đợt này á, tôi linh cảm con này nó nguy hiểm lắm. Mấy tháng nay là tôi thấy hổ ổng cứ đi qua nhà con nhỏ đó dành thời gian cho con nó nhiều lắm, còn mấy con khác nó không có vậy. Bà ơi, tôi sợ mất ổng quá. Thiệt tình luôn á, lấy nhau 10 năm rồi mà tôi á không có cho ổng thiên chức làm cha, một phần lỗi cũng do tôi nữa, nhưng mà thiệt tình lần này tôi rất là sợ mất ổng luôn á. Cái chuyện vấn đề bà vô sinh á đâu phải bà muốn đâu, bà cũng làm tròn trách nhiệm làm vợ làm dâu rồi, hiểu không? Cái này là do lỗi ổng ngoại tình á thì mình phải bắt ghen, hiểu chưa? Giờ vô nhà nó rồi nè, vô liền, nhanh lên đi. Tới đây rồi. Ê sao trùng chân quá vậy? Giờ sao? Vô không? Vô không? Vô vô không? Vô vô vô. Ê. Ê. Mẹ. Mẹ. Phan chị ơi, chị đừng. Phan đừng cắn em. Phan đừng. Phan chị ơi, Phan đừng cắn em nha, chị em sợ nha chị. Cái gì vậy? Chị. Từ từ chị bình tĩnh. Chị bình tĩnh. À. Ủa, chị gì nhỏ này nhỏ xíu mày ơi. Bé. Dạ. Cho chị hỏi á, ở nhà này nè có con nhỏ nào tên Nguyễn Thị Lan? Cái Facebook là Lan Man không? Đúng rồi đó. Có con nhỏ nào tên Nguyễn Thị Lan không em? Có quen nhỏ đó không? Dạ có. Trời ơi, quen hả? Nhỏ đó là nhỏ đó đâu? Chị nói nhỏ đó đâu em? Dạ em. Có em. Thì là em sợ quá. Ủa, Facebook với người thường giống nhau mày? Sao giao diện khác nhau vậy? Không, em xài app hơi nhiều. Nó giật chồng mày nè. Giờ sao? Giờ mày sao? Mày giật chồng mày sao? Là mày tới sổ rồi. Em là Lan đúng không? À, mày tới sổ rồi. Chị hả? Chị là chị Hương. Chị Hương, phải không? Là không chị quen không? Dạ chị Hương nè, em biết. Tao đâu quen đâu. Ủa không quen? Ủa là sao? Sao biết? Không có, anh Vũ kể chị Hương cho em nghe hoài luôn. Wow, chồng mày đỉnh. Này là chồng mày đỉnh luôn. Ủa là biết người ta có vợ rồi tự nhiên vô không chị? Em có biết là chị là vợ của anh Vũ không? Dạ đúng rồi, anh Vũ có nói là chị là vợ nhưng mà thiếu chữ vợ cũ. Là chị là vợ cũ của ảnh. Ai nói với em là vợ cũ? Tụi chị vẫn chưa ly dị mà.
Không, em không. Có biết là em làm vậy là hết mất lắm không? Không phải, không có đâu. Không, sắp xong hết trơn rồi. Anh nói với em vậy đó, sắp xong hết trơn rồi. Là nó đúng hay là mình sai? Em nói chị nghe thiệt vậy nè. Tức là anh chị ảnh với lại chị Hương á là hết thương nhau lâu rồi. Nhưng mà tại vì ảnh tình nghĩa này nọ, ảnh rất là tốt luôn. Xong rồi ảnh mới là sợ chị Hương tổn thương á, là ảnh từ từ để ảnh làm cái thủ tục. Mà ảnh nói em xong hết trơn rồi. Khoan xí. Em. Dạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 19. Anh Vũ ảnh tốt lắm chị. Em ở dưới quê em lên á, ba mẹ em thì mất thôi. Cái em lên em gặp đủ thứ chuyện, em bị người ta cướp giật đồ, một mình ảnh giúp em, ảnh cu mang em. Em. Dạ. Em 19 đúng không? Em cũng đủ hiểu rõ hết mọi chuyện. Dạ. Mà anh Vũ nói cái gì cũng tin hết là sao vậy hả? À, em tin chứ. Em gặp ta cũng tin nha. Ồ tin hả chị? Tin chứ. Dạ, chị biết sao không? Em đang gặp anh Hùng cũng bị nhầm. Đúng rồi chị. Trời ơi. Lý. Hả? Quên tao phải phê mày chứ. Vậy bị sao? Không không. Giờ sao mày? Không phải em nói tiếp, tức là tại vì anh Vũ hồi đó là ảnh cứu em, cuộc sống em bây giờ chỉ có một mình ảnh là người thân thôi. Em chỉ tin một mình ảnh thôi. Với lại tụi em cũng sao vậy? Em? Dạ thì cũng chỉ là đang có con với nhau thôi. Wow. Mấy tháng rồi em? Dạ 4 tháng mấy rồi. Em với ảnh quen nhau bao lâu rồi? Dạ cũng gần 1 năm rồi. Trời. Ê, mày tự giải quyết đi chứ tao hết chứ hết. Xin cảm ơn diễn viên Hoa Thảo, diễn viên My Anh và diễn viên Quỳnh Hồ. Tình huống vừa rồi có vẻ gay cấn quá à. Mà nhớ những khách mời của ngày hôm nay thì em rất muốn xem là họ sẽ giải quyết tình huống của chúng ta như thế nào. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng theo dõi câu hỏi của chương trình đặt ra. Xin mời. Theo anh chị, Hương sẽ xử lý như thế nào? Dạ bây giờ thì không biết là đội nắm của chúng ta với cái tình huống vừa rồi thì nếu như với các bạn thì các bạn sẽ giải quyết nó như thế nào? Thật sự là em thấy trong tình huống này thì chị Hương đang gặp một cái vấn đề rất là nan giải. Tại vì bây giờ đi đối diện với người thứ ba, đi đối diện với Tiểu Tam nhưng mà và vấp phải một gọi là một cái cú gọi là chí mạng. Đó là cái Tiểu Tam này đang có con với chồng mình. Mà chị Hương này lại là một người phụ nữ là bị một cái thiệt thòi rất là lớn. Theo em là lúc này chị Hương khúc này, chị Hương lý trí là chị Hương ăn nè. Mà chị Hương gọi là chị Hương cảm tính là chị Hương thua luôn. Nếu mà có em là em về em làm cho chị Hương một cái bản kế hoạch là có khoảng mười mấy đầu dòng Excel, là Excel đúng rồi hoàng. Em gửi cái Excel qua cho chị Hương là em sắp xếp ngăn nắp từng bước luôn, rồi em đi chung với chị Hương từng giai đoạn luôn. Cái gạch đầu dòng nào là quan trọng nhất trong cái list mà em tính đưa cho chị Hương? Cái gạch đầu dòng quan trọng nhất của cái vấn đề này đó là chị Hương không nên vội. Sau đó là mình bình tĩnh thấu đáo, mình về mình gọi là mình mở ra một cái cuộc họp gia đình là nói chuyện với chồng trước. Sau đó cái cuộc họp hai người đó phải có cái người thứ ba vô nữa, là bắt đầu ba mặt một lời. Không, nghĩ lúc đó ba mặt cũng hơi yếu. Em nghĩ là 10 mặt đi cho nó đông đông. Phải có, đúng rồi nữa. Khi mà mình kết hôn có sự chứng kiến của hai bên gia đình thì khi mình giải quyết cái cuộc hôn nhân này, nếu như chị Hương đã đưa ra quyết định cũng phải có sự chứng kiến của người lớn. Rồi, xin mời các bạn bên đội tỏi. Em nói vậy thôi chứ nếu mà có chị Hương là anh chết với em. Nếu mà anh đã quyết định vô gặp cái cô này thì anh sẽ gọi luôn người chồng đôi co thẳng với nhau. Không có cái kiểu mà để về nhà tôi gọi, không có. Lỡ anh chồng đang lúc đó lu bu công chuyện lu bu sao? Công chuyện cũng về, chuyện này lu bu hơn nè. Chuyện này nó lu bu hơn. Chết. Nếu mà có là ba mặt một lời liền ngay tại đây. Anh giải thích tại sao như vậy. Hay quá anh ơi. Anh bị cái gì? Em làm gì mà anh đối xử với em như vậy? Tại sao bao nhiêu năm qua em ê, nói mà tại hư, sao hư, trong... hư, anh hư. Anh ơi tại đây... sao trong mọi lần mà phát hiện những cái vụ ngoại tình người ta hay dùng từ là tại sao anh lại đối xử với em như vậy vậy? Ý là mình đã làm tốt bổn phận của người vợ rồi. Nếu mà không làm tốt thì mình đã ly dị từ lâu, chứ không kéo đến bây giờ. Mà tại sao mình đã làm tốt như vậy mà chồng vẫn còn đi ngoại tình? Tức là phải có một cái lý do gì đó, chứ không phải đơn giản mà tự nhiên cái tính của ảnh là thích bay bướm. Chắc chắn là phải có một nguyên nhân nào đó. Người ta sống chung với nhau đến đây là cũng là mười mấy năm rồi. Cái lý do lớn nhất mà họ đưa ra là không có con. Không có con. Bây giờ khoa học tiên tiến lắm. Đối với anh là cái chuyện con cái đó không phải là một vấn đề. Anh nghĩ đó không phải là một nguyên nhân. Đừng có biệt cái lý do đó để là mình kiếm một người khác. Nhưng nếu mà ở đây lúc đầu cũng có một cái tình huống là hai người bạn đứng nói chuyện với nhau là anh này đã từng ngoại tình vài lần. Rồi. Chỉ có lần này là ở lâu với cái cô này nhất và thường xuyên hay lui qua nhà. Chị Linh biết tại sao không? Em biết luôn. Đó. Khi mà nghe câu đó là em biết luôn. Sao? Tại có bầu.
Tại mấy người trước ngoại tình liên tục nhưng mà không có bầu. Sợ á, nếu mà trường hợp là chị Hương thì em sẽ qua đường buông tay. Tại vì thật ra nếu như ảnh thương mình thì anh đã không đi ngoại tình, mà thêm vấn đề biết là bản thân mình vô sinh nữa. Thật sự mình với ảnh cũng không còn kết quả, mà bây giờ cái con bé đó mới 19 tuổi thôi à. Cho nên là chị sẽ cân nhắc cái chuyện này một cách tử tế theo chị cái cá nhân em nghĩ vậy thôi. Thì không biết Linh thì khi mà theo dõi tình huống vừa rồi thì Linh cảm thấy như sao? Em không biết nữa, với em chắc em không để đến mức mà còn đến ngày hôm nay xong còn gặp thêm một cái ca kịch tính như thế này nữa đâu. Chắc anh nghĩ nhìn em thì anh nghĩ chắc em cũng làm biếng đi ghen vậy lắm. Dạ đúng rồi. Tại em nghĩ là một lần, hai lần, ba lần rồi. Anh ơi, anh ơi. Đúng rồi, phải đẹp. Không có ai xiên đến ghen hết. Tình huống nó bắt buộc mình phải đi thôi chứ. Không ai xiên. Có nhiều người họ tốn rất là nhiều chi phí cho cái việc ghen. Đầu tư phải ra theo dõi rồi thuê người này người kia. Mà không những là chi phí đâu mà còn đầu óc, còn mệt mỏi, còn gia đình, còn con cái. Nó ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Đó cũng là một ý. Và tôi nghĩ là hai bạn nên thống nhất với nhau một ý để có thể là viết ra tấm bản đó. Và sau đó so sánh với những ý kiến mà chúng tôi đã khảo sát. Vậy viết luôn rồi hả? Viết luôn rồi, mọi thứ xong xuôi. Quá nhanh. Chỉ cần đưa lên thôi. 3, 2, 1. Chưa. Ủa? Chúng tôi không cần. Ngay bây giờ thì trước khi mà đến với những ý kiến của tất cả các bạn, cả hai đội chúng ta sẽ cùng theo dõi những ý kiến mà chúng tôi đã khảo sát. Xin mời. Ý kiến thứ nhất, Hương kiên quyết ly hôn một cách văn minh với 20 điểm. Hương cần thời gian để tĩnh tâm trước khi quyết định giữ lại cuộc hôn nhân này hay không, 15 điểm. Ý kiến thứ ba, Hương yêu cầu chồng giải thích tại sao lại làm như vậy và anh ấy sẽ giải quyết chuyện này như thế nào, 10 điểm. Và ý kiến cuối cùng, Hương yêu cầu Lan chấm dứt quan hệ với Vũ vì Vũ đã có vợ, 5 điểm. Và đó là 4 câu trả lời mà chúng tôi đã khảo sát qua 100 người. Ly dị là câu trả lời của đội nấm. Xin mời đáp án của đội tỏi. Đây ạ. À, cần thời gian, tức là Hương làm gì ạ? Hương cần thời gian. Dạ. Sau khi mà theo dõi ý kiến của cả hai đội thì tôi thấy là ý kiến của đội nấm tương ứng tới bao nhiêu điểm ạ? Dạ 20 điểm, anh có ra được chưa? Cái 20 điểm á anh. 20 điểm, xin chúc mừng đội nấm. Cảm ơn anh ạ. Còn với đội tỏi là cần thời gian, là mình cần thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này, phù hợp với ý kiến thứ hai. Và đội tỏi đã mang về cho mình được 15 điểm. Yeah. Bây giờ mình thoát ra khỏi cái tình huống vừa rồi đi, tại vì mình đã có điểm rồi. Thật ra đây là một cái tình huống hiện tại ở xã hội bây giờ không hiếm gặp nha. Cái chuyện mà vợ chồng không hạnh phúc, xong rồi người chồng có người thứ ba, sau đó là sẽ giải quyết cái cuộc hôn nhân đó, xong đến với người kia. Thì em nghĩ nha, mình không có nói là hai người, người vợ và cái người kia không có lỗi, em chưa phân tích, nhưng mà người chồng là lỗi chắc chắn rồi. Lỗi 100%. Tại vì sao? Khi mình quyết định ngoại tình thì có nghĩa là bất cứ một lý do gì đưa ra nó đều là ngụy biện hết. Bởi vì có nhiều người phụ nữ cầm viết ký giấy tiền ngân hàng thì nhanh lắm, nhưng mà ký giấy ly dị thì rất lâu. Bởi vì sao? Còn nhiều thứ để dây dưa nữa nên họ chần chừ, bởi vì họ cũng rất yêu người đàn ông này. Nhưng mà nếu như người đàn ông này dứt khoát thì đơn phương ly hôn cũng được. Chính mà. Xác. Chị vẫn đứng về phía Tràng Ngọc. Tại vì trong một cuộc hôn nhân, đúng cho rồi, dù là phải xử lý hết tất cả, đúng, mọi thứ ở trên giấy tờ rồi mình muốn làm gì làm. Chứ bất kỳ lý do gì thì cái việc mà người chồng ngoại tình như là vậy đã là sai rồi. Đúng. Mà chưa kể còn rất nhiều lần. Mà còn ở đây cái tình huống này là chỉ là chúng ta được nghe qua là cái cô bé đó được người chồng kể cho là à tôi đã ly hôn rồi. Với anh á thì anh lại nghĩ là cái người, những người nào mà chọn cái câu số 3 là những người đó sẽ thiên về tình cảm nhiều hơn. Nếu anh đặt trường hợp đó, anh sẽ vô vị trí của cô vợ. Tại sao mình lại phải kêu người chồng đến giải quyết vấn đề này? Tại vì mình còn yêu người chồng đó, còn yêu cho nên cô ta mới đợi đến bây giờ. Cái tình cảm của ta còn rất là nhiều với anh này, chứ không là đúng mấy rồi, lần trình trước là đựng, xử xong rồi và tìm cách giải quyết, và tìm cách này là đang tìm cách giải quyết. Tại sao phải kêu người chồng đến? Tôi cho anh một đường lui, bây giờ anh giải quyết chuyện này thế nào? Tôi còn yêu anh cho nên tôi chưa muốn quyết định cái gì mạnh. Vâng ạ, xin cảm ơn cả hai đội chơi đã đưa ra những ý kiến cũng như nhận định của mình với tình huống vừa rồi. Và ở vòng thi đầu tiên, chúng ta có những số điểm tạm thời như sau. Đội nấm đã mang về được cho mình 20 điểm. Và đội tỏi đã mang về cho mình 15 điểm. Và trước khi đến với vòng 2, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại đường chuyển kênh nhé. Xin chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Chuyện Nhà Chưa Tỏ.
Và với vòng 2 này thì chúng ta sẽ có một trò chơi vận động được mang tên là Hãy Đoán Ý Em. Mỗi đội sẽ cử một thành viên để đứng ở dưới ô màu hồng của chúng tôi. Và bột sẽ được rơi từ từ. Còn một thành viên còn lại chúng ta sẽ đoán những từ khóa mà chương trình đưa ra. Và nhớ là chỉ được diễn tả bằng hành động và không được diễn tả bằng lời nói. Và Linh cũng nhắc luôn với các bạn là với vòng 2 chuyện to chuyện nhỏ này thì đội nào thắng chúng ta sẽ được trọn điểm là 20 điểm và đội nào thua thì các bạn sẽ không được điểm nào cả. Quyết định của chương trình, đội nào ít điểm hơn ở vòng đầu tiên sẽ giành quyền để chơi trước. Ờ vậy hả? Chứ không phải là giành quyền quyết định coi đội nào chơi trước hả? Không có quyết định. À không, mình ít điểm hơn thì ít điểm hơn mà đòi hỏi trước. Rồi, để tôi. Chúng ta sẽ có 10 từ khóa trong thời gian là 3 phút. Ai diễn tả? Hãy cố gắng làm sao để có thể trả lời đúng nhiều từ khóa nhất. Ai sẽ là người diễn tả và ai sẽ là người đoán ạ? Với anh thì Bảo Chu sẽ có ngoại hình cái thể hiện khả năng biểu diễn hình thể rõ ràng. Không ơi, bây giờ anh nói thẳng gì cho vậy? Chu, em vô cái bồn anh ở ngoài. Rồi vậy thôi. Thôi, để anh cố gắng. Vâng, bắt đầu đi ạ. Xin mời đội Tỏi sẽ đến với thử thách của chúng tôi. Và bây giờ sẽ là thử thách dành cho đội Tỏi. 3, 2, 1, bắt đầu! Hiểu chưa? 1. Ê, cái gì vậy? Ơi, đừng có ngước lên, nó rớt. Nè. Ngủ. Thức dậy. Sực kem chống nắng. Kem chống nắng. ba chữ ngủ nữa hả? Sơ hở đi ngủ vậy. Rồi thứ vậy, mở cửa ra dặn cái vòi Romine nè, lấy miếng kem rửa mặt, sữa rửa mặt. Năm từ. Ủa? Bốn từ. Trời ơi, làm sao quá. Bốn từ. Rồi, hello, xin chào. Mời bạn vô. Rồi, cái gì? Cái khúc đó bắt đầu rối rồi, đã bảo là massage dưỡng sinh. Massage gọi đầu dưỡng sinh. Từ khóa rồi. Hai từ. Mở cái cửa ra nữa hả? Dặn cái Rumi đây nè. Tẩy trang. Trời ơi, hay quá. Hay quá. Cái người mà có ăn có học diễn tả tới nào khác dễ sợ liền phải không? Thôi cho em hỏi thời gian còn nhiều không? Để em đứng nói chuyện chút xíu. Rồi diễn đi em. Nói chuyện chút xíu để thời gian nó nhiều quá uổng. Ủa? Rồi ra ra ra. Ủa sao nói em rồi? Rồi này khó à. Này khó à. Mặc đồ vô nè. Lột cái áo ra nè. Ủa sao mặc vô à? Lột ra rồi. Đi. Ây da, lạnh. Nước nóng. Nước nóng quá. Là sao nữa vậy? Tập. Suối. Suối nước nóng. Trời hay quá. Hai từ à. Nè. Đám cưới. Trời ơi. Hay quá vậy? Hay trời. Rồi. Ba từ. Lạnh quá, lạnh rồi. Rung. Rét quá. Tức giận quá. Tức. Ba từ. Giận rung người. Cảm ơn em. Ủa? Chị xin lỗi. Rồi. Bốn từ. Rồi. 10 nhân 10 10% yêu em. Chúc mà chiêu. 10 năm. Trời ơi. Lại nè. 10 nhân đến 100. Đúng rồi. 100. 7 105. 6 105 yêu em. 105 trái tim. 105 lớp du. 100%. 100% yêu em. Trời ơi. Trái tim. 105. Có bốn chữ à mà 105 yêu em, 105 gì trái tim, 105 ơi. Trời ơi, trả lời hay quá. 7 từ khóa chính xác. Và bây giờ sẽ là lượt chơi của đội Nóng. Sẵn sàng chưa? 3, sẵn sàng. 2, 1. Ủa chị chưa chưa? Bắt đầu. Thể dục. Tập thể dục.
thể dục, nhịp điệu. Chính xác. Hay quá. Cái này là aerobic đó mọi người. Ủa gì vậy? Hả? Vô mặt hết rồi. Cái gì? Mấy chữ? Một chữ, bốn gì giờ bốn chữ như vậy? Mười bốn chữ á. Học bài. Bài tập về nhà. Không cho nói nữa. Không cho nói nữa. Ăn cơm. Học. Có ăn có học. Không có quạo. Không có đánh chị. Từ từ. Không có đánh chị. Ăn cơm. Ăn cơm chửi lộn. Cái miệng mày nhớ chửi lộn á. Cái gì? Ăn nói. Học ăn học nói. Trời ơi trời. Mẹ em ơi, coi đồng hồ. Mấy từ. Thời gian. Hai từ. Đau tim. Vũ trọng không, cấp cứu. Hô hấp. Hấp hối. Không có quạo. Hai. Chạy. Lắc. Tay ra. Đá rách cái áo luôn rồi. Cái gì? Leo lên xe. Đua xe. Chạy xe. Cọc quá, móc chiếc xe rồi. Cái gì? Bắt xe. Kiếm chỗ giữ xe. Bắt xe. Phải giữ xe. Cướp xe. Hai chữ. Hai chữ. Tôi chị ơi, em đang giải quyết không được. Hai chữ rồi không? Rồi, cái gì nữa đây? Hai chữ đấy rồi. Đôi xe. Sao? Đua xe. Không, quạo quá. Không, cái gì? Căng quá, bực bội. Cái gì? Trời ơi, anh biết nè. Người ta diễn tả vậy mà không biết nữa. Cạt xe. Đúng. Mấy chữ. Cái gì vậy? Mé này, cái gì? Sao mà mưa vậy? Ê, bộ núi lở hay gì mà dữ vậy trời? Cái gì? Hết luôn rồi. Cái vòng đai. Hết luôn rồi. Chạy. Hết bột luôn rồi. Vòng đai hết bột rồi, yên tâm đi. Cái gì? Vòng đai. Vòng đai. Con bò. Ơi. Cái gì? Cái hồ. Cái mương. Không. Cái hồ, cái mét vuông đất. Cái gì vậy ta? Ê, đi đâu vậy? Đang thi. Bước vô. Vô trồng. Không. Cái gì? Ê, hết bộ đề rồi đó mày, qua hết bộ đề. Hát, ca sĩ. Mấy từ. Hát, ca hát. Hát. Karaoke. Chính xác. Trời ơi trời. Okay. Hả? Ba từ. Tập trung đi. Ba từ. Không quýnh chị. Em. Qua giùm em tôi. Bít cà bu. Cúc hà. Hú hồn. Hết hồn. Mất hồn. Không có quạo. Ú hòa. Chính xác. Ui ôi trời. Uống rượu. Cụng. Say xỉn. Cụng. Vô. Uống. Bốn từ. Không say không về. Uống. Không, suy nghĩ. Là uống. Sao? Không. Uống nghỉ. Uống. 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 Uống nước nhớ nguồn. Dính. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Trời. Mà nhớ vậy nè. Rồi nguồn ở đâu trên kia kìa. Nguồn đó. Cái gì? Nói đi Hằng, làm đi em. Hằng. Em. Em gì? Trời ơi. Không đánh bạo lực gia đình. Không đánh mà đâu. Đánh. Qua đi. Bạo lực gia đình. Còn 30 giây. Trời. Hút cái gì vậy? Ăn. Ăn cái gì vậy? Dư chành. Nhiều món lắm em ở nhiều món hút gió lắm em. Mà. Mày ăn cái gì mấy từ mấy lần? Dư chành. Một từ ăn. Hút. Hút. Đũa. Muỗng. Bốn. Ba. Hai. Một. Hết giờ. Như vậy là ở lượt chơi của đội nấm, các bạn đã mang về cho mình 5 từ khóa. Và như vậy thì hai đội của chúng ta đã vượt qua thử thách của ngày hôm nay. Và đội tỏ đã xuất sắc đạt được cho mình là 7 từ khóa và mang về cho đội 20 điểm. Trải qua hai vòng thi thì số điểm tạm thời của hai đội như sau. Đội tỏi đang dẫn đầu với 35 điểm. Và đội nấm đang có cho mình được 20 điểm. Chưa phải là kết quả cuối cùng. Đó chỉ là những số điểm tạm thời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 3 của chương trình sau một vài phút giải lao.
cảm ơn quý vị đã cùng quay trở lại với chương trình Chuyện Nhà Chưa Tỏ. Và chúng ta đang cùng đến với vòng 3 mang tên Chuyện Nhà Chưa Tỏ. Kính thưa quý vị, ở vòng này chúng ta sẽ trải qua 3 mệnh đề. Và mệnh đề 1, mệnh đề 2 thì các bạn sẽ được ngẫu nhiên để bảo vệ hoặc là phản đối mệnh đề đó. Chúng tôi sẽ nhờ các bạn khán giả đang có mặt tại trường quay sẽ bình chọn cho những ý kiến của các bạn. Đội nào có số bình chọn cao hơn sẽ nhận về 15 điểm. Và với mệnh đề thứ 3 thì chúng ta sẽ biện luận 2 chiều. Cho nên ở mệnh đề này thì các bạn sẽ nhận về cho mình được số điểm là 30 điểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với mệnh đề đầu tiên của vòng thi thứ 3 này. Đàn ông hay ghen, dễ ngoại tình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng hướng mắt lên màn hình để xem đội nào sẽ là đội bảo vệ và đội nào sẽ là đội phản đối nhé. Xin mời. Trước khi phản đối thì chúng tôi xin nói là tất cả những biện luận của chúng tôi chỉ trong cuộc chơi này. Không cần nói, chúng bảo vệ hạnh phúc gia đình. Đúng rồi. Rồi, tất cả những biện luận chỉ là trong cuộc chơi này. Mời anh Nhiên. Ủa? Đẩy vô con đường liền à? Đúng rồi, mời anh Nhiên. Thật ra thì đàn ông hay ghen là không thể nào mà đi ngoại tình được. Không có thời gian để họ đi ngoại tình. Họ chỉ tập trung lo cho người yêu của họ thôi là không có đủ thời gian rồi. Người đàn ông mà đã ghen rồi á là họ sẽ có cái xu hướng là họ nghĩ không, mình ghen như vậy thì cái người kia sẽ nghĩ là ờ ảnh ghen vậy làm sao anh có người thứ ba được, thì đó là cơ hội kiểu chặn đầu trước. Đúng, đúng rồi, cái điểm mù của người phụ nữ khi mà nghĩ là à, chồng mình ghen như vậy hoặc là bồ mình ghen như vậy làm sao mà ảnh có người thứ ba được. Cho nên cái người đàn ông đó tận dụng cái lợi thế đó để có người thứ ba và không bị phát hiện và không bị nghi ngờ luôn em. Người ta ghen nhưng mà người ta không có bản lĩnh của một người đàn ông. Người đàn ông họ thiếu tự tin ở bản thân họ. Dạ đúng. Cho nên là họ nghĩ là có nhiều người đàn ông khác tốt hơn họ. Cho nên họ rất là dễ ghen. Tại vì họ nghĩ đúng. Là cái người phụ nữ này rất là dễ sa ngã. Đúng. Chỉ cần cô ta bước ra bên ngoài có những mối quan hệ xã hội thôi là sẽ bỏ mình liền. Có những người thay vì đứng một mình cô đơn thì họ chọn sẵn những cái mối quan hệ xung quanh để làm sẵn cho mình một sự lựa chọn. Thay vì người này mà chỉ cần đi theo người đàn ông khác là mình có người phụ nữ khác liền. Bây giờ thì xin mời các bạn khán giả giúp chúng tôi là bình chọn cho đội nắm. Và như vậy đội nắm đã có 25 lượt bình chọn. Ngay bây giờ sẽ là lượt bình chọn của các bạn khán giả dành cho đội tỏi. Xin mời. Mọi người ơi hãy tỉnh táo lên. Chiến ơi. Chúng tôi đã nhận được 20 phiếu bình chọn cho đội tỏi. Và như vậy mới mệnh đề đầu tiên thì đội nấm đã mang về cho mình được 15 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ mình bỏ qua cái chuyện là mình ở vị trí bảo vệ hay phản đối đi. Vậy với cái mệnh đề là đàn ông hay ghen, dễ ngoại tình thì không biết là như suy nghĩ của các bạn về cái câu này như thế nào? Khi người ta hay ghen có nghĩa là người ta đang nghi ngờ cái người kia có người thứ ba. Không thể nào bản thân một người đang bị tổn thương bởi cái đó, người ta ghen là người ta đang bị tổn thương bởi cái đó, thì người ta lại đi làm những cái việc như vậy được. Nếu như có đi chăng nữa thì cũng là một cái rất là ca trường hợp, rất là cá biệt. Những cái người mà hay ghen mà họ lại đi ngoại tình. Cảm ơn Trà Ngọc. Với quan điểm của anh Nhiên thì em nghĩ là đó là giữ nguyên những cái quan điểm gì đó. Mà nãy giờ gân cổ anh nổi lên là anh nói thiệt đó. Chứ không phải giỡn đâu. Chứ anh không cần phải là phản đối bảo vệ. Không thì đúng, bởi vì không có chuyện tự nhiên nó lại xảy ra cái chuyện ghen đó. Và ghen nó đều phải có lý do. Và lý do như thế nào và bắt nguồn từ ai nữa, chứ không phải là người đàn ông. Rồi, cảm ơn Bảo Chu. Và với Linh nghĩ thì cái chuyện mà đàn ông hay ghen hay không thì nó không sử dụng để làm căn cứ để khẳng định được cái chuyện là một người đàn ông nó sẽ dễ ngoại tình hay không. Cái chuyện ghen đó là nó chỉ nằm ở bản thân của người đó, là người ta có khi là không đủ tin tưởng vào bản thân mình, không đủ tin tưởng vào đối phương và cũng không đủ tin tưởng ở cái tình yêu mà của hai người trong một mối quan hệ nó như thế nào thì mới xuất hiện được cái ghen đó thôi. Nói chung mỗi người sẽ có một ý kiến khác nhau. Chắc chắn quý vị khán giả ở nhà khi mà theo dõi chương trình thì quý vị cũng sẽ có những ý kiến riêng của mình. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với mệnh đề thứ hai. Ghen càng nhiều, yêu càng đậm sâu. Xin mời. Và với mệnh đề thứ hai, ghen càng nhiều, yêu càng đậm sâu thì đội tỏi đã có vị trí cho mình là bảo vệ. Xin mời. Phải ghen đó. Ghen rất nhiều. Bởi vì ghen mới là yêu. Sao? Ví dụ như đi về mà bữa đó sáng nó nói mang đôi giày màu trắng mà giờ mang đôi giày màu hồng. Tại sao? Đúng rồi. Tại sao hồi sáng mang giày trắng giờ mang giày hồng? Nhưng mà phải lên tầng. Đúng nha, cái này phải ghen. Lý do gì?
Ghen tới mức như vậy bởi vì sao? Tôi quá yêu em. Ghen mà xét cái giọng luôn á. Đúng rồi, tôi yêu em quá. Sao anh sai rồi? Tại sao? Tất cả chỉ là ngụy biện thôi. Đúng. Anh nói với tôi là anh yêu tôi nhiều cho nên là anh mới ghen đúng không? Đúng. Không phải đâu anh ơi, chẳng qua cái đó chỉ là lời ngụy biện cho cái sự ghen quá mức của anh thôi. Và chúng tôi cũng khẳng định rằng cái sự ghen tuông chưa bao giờ là đơn vị để đo lường một tình yêu cả. Đúng vậy. Cho nên đừng bao giờ nói là ghen nè, yêu nè, ghen bao nhiêu thì yêu bấy nhiêu. Chưa. Không phải, chưa bao giờ là đơn vị đó. Chưa kể, mình càng yêu nhiều thì mình phải làm sợ cái người yêu của mình bị tổn thương chứ. Tại sao mình lại làm cho người ta đau như vậy? Bây giờ nói chung á là ghen là tại sao? Tại vì yêu thương và quan tâm cái người đó thì đúng. Mình mới ghen, đúng không? Mà quan tâm là sao? Là vì cái tình thương của mình quá lớn. Mọi người phải hiểu là cái xuất phát điểm của chuyện ghen là cái gì? Là yêu thương người ta mới ghen. No. Chứ không phải là rảnh rỗi mà người ta, dù mà người ta không yêu người ta ghen làm gì. Nói chung là rõ quan điểm rồi đúng không mọi người? Và xin mời các bạn khán giả sẽ giúp chúng tôi chấm điểm cho đội tỏi. Được bình chọn dành cho đội tỏi. Xin cảm ơn các bạn khán giả. Và không biết là các bạn bình chọn như thế nào cho đội nấm của chúng ta. Xin mời các bạn. Hai mươi bảy lượt bình chọn dành cho đội nấm. Xin chúc mừng. Và như vậy thì đội nấm của chúng ta đã mang về được cho mình 15 điểm. Với bản thân Phương Linh thì Phương Linh thấy là cái việc mà ghen càng nhiều yêu càng đậm sâu thì giống như Trà Ngọc nói á, là ghen không phải là thước đo để đo lường được cái chuyện là tình cảm của người đó dành cho mình như thế nào. Mà Phương Linh thấy là khi mà mình ghen quá nhiều như vậy thì cái tính kiểm soát ở trong người mình nó sẽ càng cao, cho nên mới bộc phát ra được những cái hành vi, những cái tình huống và cái cách mà người ta muốn kiểm soát từ tinh thần cho đến những cái hành động của cái người mình yêu luôn. Và kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với mệnh đề cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, mệnh đề thứ 3 với nội dung như sau: phụ nữ ghen nhiều hơn đàn ông. Ở mệnh đề này thì chúng ta sẽ biện luận ở hai chiều và xin mời. Và như vậy đội nấm sẽ là đội bảo vệ cho mệnh đề phụ nữ ghen nhiều hơn đàn ông trước. Xin mời. Thực ra thì câu này hoàn toàn chính xác. Bởi vì em cảm giác cái này nó đem lật lại con người của chị. Chút mà chị đi về á, em coi chị đi lùi hay đi tiến nha. Tại vì cái người chị nó lật tới lật luôn. Chị nói cho em thấy tưởng. Không có gì tưởng hết em, thật ra nó rất là logic. Đây nè, em nghĩ thử đi. Nhưng em làm ghen nhiều lắm á. Đúng rồi. Đây, nếu mà tụi em đã làm một cái khảo sát nhanh ở đây trong vòng 2 phút thì có hai người, hai đứa đều ghen hết. Thì khẳng định một câu đó là phụ nữ ghen nhiều hơn đàn ông. Bởi vì sao? Phụ nữ sẽ có ít cái mối quan hệ xã hội hơn đàn ông. Đại đa số người Á Đông của mình thì đàn ông sẽ là trụ cột gia đình. Họ sẽ mang vác trên vai những cái gánh nặng như là cơm, áo, gạo, tiền. Thì sẽ làm cho người đàn ông phải đi ra khỏi gia đình nhiều hơn phụ nữ. Thời gian của họ tiếp xúc với những người phụ nữ bên ngoài, kể cả công ty, đối tác, bạn bè, tiệc tùng rất nhiều. Tức là anh ta dễ dàng bắt gặp những cái người khác giới khác ở những nơi khác. Người ta nói là phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông là yêu bằng mắt. Khi mà họ tiếp xúc nhiều cái đẹp quá, họ sẽ được cái sự lựa chọn á. Cái người phụ nữ ở nhà càng hiểu được người đàn ông mình bao nhiêu thì càng ghen bấy nhiêu. Phản đối. Chúng tôi hoàn toàn phản đối. Người đàn ông là người ta vì gia đình, người ta yêu thương gia đình, người ta ghen để bảo vệ gia đình này. Cho nên người ta ghen nhiều hơn. Và cái ghen người ta em không thể nào nhìn thấy được sự tinh tế của một người đàn ông luôn luôn thấu hiểu, lắng nghe, chia sẻ và bảo vệ cho gia đình này. Nên chúng tôi phải ghen nhiều hơn các em. Cảm ơn mọi người, vỗ tay cho nhiều, không có đưa bảng gì hết à. Thường á, đàn ông á, khi mà lỡ có một người khác giới nào đó mà thích người ta thì người ta có thể sẵn sàng, người ta cho cái cơ hội đó. Nhưng mà riêng phụ nữ tụi em á, chỉ thật sự rung động khi cái người đó là cái người mà tụi em thích. Không cần yêu người đó nhưng họ rất là dễ bước vào một mối quan hệ. Thì bởi vậy cho nên là phụ nữ sẽ ghen nhiều hơn đàn ông. Anh đang chứng minh là người đàn ông ghen nhiều hơn phụ nữ. Tại sao? Người ta hay nói là phụ nữ hay ghen là tại vì họ bộc phát ra ngoài cái điều đó. Họ thể hiện cái điều đó, khi tôi ghen thể hiện cái điều đó ra. Ai cũng thấy cái điều đó. Đó. Nhưng mà đâu có ai thấy được cái người đàn ông ghen như thế nào. Đó. Tại vì họ ghen, và cái sự dồn nén. Vâng ạ, bây giờ chúng ta sẽ trở thành bảo vệ cho mệnh đề này và quên hết rồi. Thì nó cũng là anh thấy cái điều đó nó
nó chỉ là ngụy biện thôi hiểu không? Họ ngụy biện để họ bào chữa cho những cái hành động của họ, nhưng mà thật sự là cái ghen á là người phụ nữ họ mới ghen nhiều. Đúng. Phụ nữ sẽ họ có một cái độ nhạy cảm cao hơn người đàn ông, cho nên những cái chi tiết tiểu tiết nhỏ thôi họ cũng có thể vể trong bụng. Và những cái chi tiết nhỏ tiểu tiết nhỏ đó là gì? Chính là ghen đó. Đây không anh ơi, bây giờ đối với em á, đã ghen rồi thì không có phân biệt là đàn ông hay là phụ nữ hết á. Bây giờ ghen tới nơi rồi, với lại em thấy đàn ông sẽ ghen nhiều hơn phụ nữ. Tại vì đàn ông đúng như anh nói là đàn ông sẽ không có thể hiện ra bên ngoài, nhưng mà thể hiện nó điên khùng lắm. Em nói ví dụ đi, anh lên xe hơi, anh đóng cửa cho người yêu của anh mà anh ghen là cái đung một cái. Tại sao mà phụ nữ người ta ghen nhiều hơn sau khi họ sinh xong? Và nhất là em ở đây nữa, em có thể nhìn thấy rõ điều đó. Em sinh xong em cảm thấy sao? Em bị mất sức khỏe nè, da dẻ em xuống nè, và thân hình nhiều khi mình sẽ không sớm lấy lại được những cái thân hình như là ngày đầu tiên mình yêu ảnh. Cho nên mình phải có quyền. Đúng rồi. Mình có quyền mình nhạy cảm rồi, đúng là rồi. Quá nhạy cảm. Đó. Cảm xúc trong con người mình đã thay đổi. Nên họ ghen nhiều hơn đàn ông. Phụ nữ không thể ghen nhiều hơn đàn ông được, bởi vì sao? Họ càng ngày càng giỏi, càng đẹp, càng có vị trí xã hội thì không có việc gì họ phải sẽ ghen nhiều hơn đàn ông nữa hết. Tôi quá nhiều sự lựa chọn thì là tại sao tôi phải ghen? Mình không phải nói là nhiều sự lựa chọn thì mình sẽ xem thường mối quan hệ đó, nhưng mình có thể chấp nhận một mối quan hệ và mình có thể bước ra mối quan hệ đó và có được người đàn ông tốt hơn. Xin mời các bạn khán giả sẽ giúp chúng tôi bình chọn cho đội nắm. Như vậy là chúng tôi đã nhận được 22 phiếu bình chọn cho đội nấm. Và không biết là các bạn bình chọn như thế nào cho đội tỏ của chúng tôi ạ. Xin mời các bạn. Và như vậy đội tỏi đã mang về cho mình được 26 lượt bình chọn. Xin được chúc mừng đội tỏi. Như vậy là đội tỏi đã mang về cho mình được 30 điểm với mệnh đề thứ 3 này. Với Linh á, thì Linh có một cách nhìn nhận là cái chuyện mà ghen tuông ở đây á, Linh thấy là đàn ông có tính sở hữu cao giống như anh Hạo Nhiên nói, còn phụ nữ cũng có tính nhạy cảm cao hơn, cho nên là cái việc mà ghen tuông nó luôn xuất hiện. Và ghen tuông nhiều hay không thì nó tùy thuộc ở cái tính cách và cách nhìn nhận của con người đó, chứ không thể so sánh được là phụ nữ thì ghen hơn hay là đàn ông ghen hơn ở đây. Thật ra trong các mối quan hệ của mình từ xưa tới giờ cái chữ ghen nó chưa có xảy ra trao cái sự tin tưởng cho đối phương của mình, và đối phương của mình cũng cho mình cái sự cảm giác cái tin tưởng như vậy, cho nên là cái việc mà ghen á thì mình thấy nó rất là hiếm trong những cái mối quan hệ của mình. Dạ nhưng mà em thấy nếu mà cái ghen đó cũng có lợi lắm anh, giúp cho mình phát triển bản thân mình nhiều hơn. Ví dụ mình ghen, mình thấy cái người mà mình ghen người ta giỏi quá thì bản thân mình nói ô, thay vì mà mình cứ làm những cái chuyện tiêu cực thì bây giờ mình phấn đấu để mình giỏi hơn người ta. Khi mình ở một cái vị trí cao hơn thì tự nhiên mọi thứ mình sẽ thấy nó bình thường lắm, mình không còn ganh tị nữa. Hay quá. Em đồng ý với quan điểm của Hằng 100% luôn. Có nghĩa là ghen nó không phải là một cái vấn đề xấu, nhưng mà mình ghen như thế nào để cho bản thân của mình phát triển, giá trị của mình được nâng cao, tình yêu của mình bền vững và mối quan hệ của mình tốt đẹp thì nó mới là ghen. Với lại mình cũng phải tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái môi trường sống như thế nào, tùy theo những cái mối quan hệ đó như thế nào. Chỉ có theo cá nhân của bản thân mình nói là cái điều đó thôi. Cho nên là anh nghĩ là ghen này không có thước đo được. Nhưng mà với Bảo Chu thì Bảo Chu thường dằn cái chuyện ghen đó lại để cho họ cảm thấy là không phải như vậy nó mới là yêu đâu, nó chỉ là ở mức độ vừa phải, những cái dễ thương nhẹ nhàng thôi thì nó làm cho cái cuộc sống và cái tình yêu này nó thăng hoa tuyệt vời hơn rất nhiều. Xin cảm ơn Bảo Trường, cảm ơn hai đội. Và như vậy thì chúng ta đã vừa thực hiện xong cái phần mà đối kháng cùng với nhau ở trong vòng 3 này, thì chúng ta hãy cùng nhìn lại số điểm mà hai đội đã đạt được ở vòng 3. Đội nấm đã mang về cho mình được 30 điểm ở vòng 3 này, và đội tỏi cũng đã mang về được cho mình 30 điểm ở vòng 3 này luôn. Chúng tôi cần một khoảng thời gian để có thể tổng kết số điểm của cả hai đội. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nghỉ giây lao và chúng tôi sẽ quay trở lại, đừng chuyển kênh nha. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Chuyện Nhà Chưa Tỏ. Và như vậy thì chúng ta đã vừa trải qua 3 vòng thi cùng với đội nấm và tỏi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tổng kết lại điểm của hai đội như sau. Đội nấm đã mang về cho mình 50 điểm và đội tỏi 65. Xin được chúc mừng đội tỏi. Và như vậy đội tỏi đó là đội chiến thắng vào ngày hôm nay và mang về cho mình phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.
Và đội nấm sẽ mang về giá trị tiền thưởng 7 triệu đồng. Xin mời cả hai đội. Xin chúc mừng hai bạn nam đội tội. Và đây là phần thưởng dành cho đội nấm của chúng ta. Xin chúc mừng hai bạn. Và không biết là cảm nhận của hai đội chơi của chúng ta ngày hôm nay đến với chương trình Chuyện Nhà Chưa Tỏ như thế nào? Em tham gia chương trình này thì em hiểu thêm rất nhiều về cái vấn đề và ghen tuông. Thì để sau này là em có yêu ai thì em biết đường mà em rút kinh nghiệm, đừng có để nó đi vào xa đà quá chứ. Dạ. Nói chung là nghe mọi người trao đổi thì mình cũng thấy những cái điều mà mình có thể rút kinh nghiệm hoặc là mình có thể thay đổi. Anh cảm thấy là mỗi chương trình đều mình đều rút ra được một bài học rất là tốt. Và đặc biệt ngày hôm nay mình đã lấy nắm chim tỏi. Trà Ngọc sao ạ? Có thích chương trình ngày hôm nay không ạ? Em rất là thích bởi vì ở đây mình được nói lên những cái quan điểm của mình. Theo cô Linh thấy thì trong mối quan hệ hàng ngày thì chuyện ghen tuông luôn len lỏi một chút xíu ở đâu đó, dù nặng hay nhẹ. Cái ghen tuông đó nó sẽ là một gia vị ngọt ngào và thú vị cho tình yêu, nhưng chúng ta vẫn nên giữ nó ở một mức độ để không ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình nhé. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn yêu thương và đồng hành cùng với chương trình Chuyện Nhà Chưa Tỏ. Và chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 20:20 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Big House. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.